Xin chào các bạn, đây là chiếc điện thoại Xiaomi Xiaomi Note 8 có giá 2,5 triệu. Bên mình vừa mới mua và trên Lazada. Nói chung đây là một con điện thoại cũng trên Shopee, chứ Lazada, mua trên Shopee. Đây là một con điện thoại cấu hình cao, giá rẻ, tầm trung, phân khúc tầm trung. Cấu hình là 8GB và 64GB bộ nhớ trong. Đây, kìa. Máy đẹp, zin chính hãng, cứng cáp, ngoài là vỏ nhựa. Và nhìn camera, đúng camera đặc trưng của Xiaomi luôn, 4 camera. Nói chung là con này mình mua về với giá 2,5 triệu. Chạy vào trong. Nói chung đây là một chiếc điện thoại nó có thể gọi là đẹp trong tầm trong phân khúc. Nói chung là nó có giá khá là cao trên thị trường. Đây là một chiếc điện thoại đáng mua và đáng để sở hữu. Điện thoại đẹp luôn, cấu hình cao. Giá cả phải chăng, vô cùng hấp dẫn để mua. Đây mình mua trên Shopee nhá. Đây là cái điện thoại rất đẹp luôn. Điện thoại rẻ, cấu hình hấp dẫn. Xiaomi Note 8 rất đẹp luôn. Đẹp không kỳ phết. Điện thoại như này rất đáng để mua, cấu hình tầm trung. Điện thoại của Xiaomi lúc nào cấu hình cũng cao và rất là rẻ. Rẻ trong phân khúc, nói chung là nó thực sự rẻ nhất trong phân khúc. Giá rất là rẻ luôn. Rất đáng để mua. Điện thoại mới tinh. Điện thoại dùng lại nhé, vẫn có giá rẻ như này rồi. Điện thoại đẹp, giá cả phải chăng. Và nói chung là anh em mua thì nên lựa chọn cái điện thoại như này để mua.